Xin chào quý khán giả của VOH Online. Hello VOH Online. Rất vui khi mỗi lần khi Hùng làm phim xong thì là cái lúc mà Hùng mong chờ nhất là khi mà chiếu phim ở Việt Nam. Là vì Hùng cũng không làm phim nhiều đó, cứ 5 năm mới làm một phim, thế đó là nó hơi hiếm. Tất nhiên là Hùng cũng muốn là càng nhiều người ở Việt Nam mình đi xem phim thì càng tốt. Đấy, là vì đây là khi mà Hùng làm con phim nó luôn luôn là một cái món quà cho khán giả. Đấy, thành ra là Hùng rất là mong ở Việt Nam mình khán giả sẽ nhận cái món quà đó. Không lo về cái chuyện đó, là vì đây là nó cũng là một cuốn phim mà nó sẽ tạo ra một cái nhân văn mà nó có thể được chia sẻ cho bất cứ những đất nước nào, và thành ra là Việt Nam mình cũng sẽ tiếp nhận được cái chất nhân văn của phim và cái chuyện tình trong phim. Thì Hùng luôn luôn muốn làm một cái phim về một cái nghệ thuật, thì ẩm thực là một cái nghệ thuật. Và nó là một cái nghệ thuật nó rất là chính xác. Mình có thể nhìn thấy những nhân vật trên màn ảnh họ nấu bếp thật sự. Đấy là và cái chất đó là một cái mà Hùng muốn có. Là vì khi mà mình muốn làm một cái phim về một họa sĩ chẳng hạn, thế mình chọn một diễn viên nổi tiếng, xong diễn viên đó phải giả vờ vẽ thì nó rất là thấy nó không có thật đó. Còn với ẩm thực thì mình có thể làm được việc đó. Hùng nghiên cứu nhiều lắm về ẩm thực bằng cách là Hùng ăn nhiều. Đấy, đó là Hùng thích ăn, chứ Hùng không biết nấu bếp thế nào cả đó. Nhưng mà Hùng rất là thú vị đối với Hùng khi mà Hùng quay cái phim về ẩm thực, và là vì sau đó thì Hùng cũng bắt đầu nấu nướng một chút. Ẩm thực là một cái món quà cho mọi người. Khi mà mình làm một cái món nào đó cho ai ăn thì đó thật sự là một cái món quà, và trong đó nó thể hiện được tình yêu đó. Nó là một cái mà Hùng muốn cho nhìn thấy rõ trong cái phim này. À không đâu, thì làm phim là làm cái chuyện gặp khó khăn trong cái việc làm phim là bình thường đó, và cái công việc của Hùng là xử lý những cái khó khăn đó. Đấy, thì mình phải bình tĩnh, và mình phải có một cái linh cảm nó đúng đó, thì lúc đó mình sẽ thuyết phục được khán giả khi họ xem phim. Hùng mời mọi người đi xem phim của Hùng ở Muôn Vị Nhân Gian, là vì đây là một cái phim về tình yêu và ẩm thực đó, và nó cũng nói lên cái niềm vui trong cuộc sống. Đấy. Cảm ơn các bạn.
tối này, bởi vì các bạn nhìn thấy là rất đông đảo những người bạn đối tác từ Việt Nam đến quốc tế đến đây để ủng hộ cho những thứ phim của anh. Anh có điều gì muốn chia sẻ cùng với mọi người? Xin mời anh Hùng. Vâng, Hùng xin cảm ơn các bạn đã đến tham dự buổi tối hôm nay. Và Hùng cũng muốn tới một mình Hùng đến với Yên Thiên. Và Hùng muốn giới thiệu lên đây với Hùng một chút. Lúc nãy em giới thiệu Yên Thiên đó, nhưng mà anh bảo là Yên Thiên là về phục trang, nhưng mà ngoài cái chuyện đó Yên Thiên cũng là giám đốc nghệ thuật của phim. Thì là cái vai trò rất quan trọng, là vì tất cả những cái cái thẩm mỹ mà nhìn thấy trên trên phim nó đều là do người thầy để cho nên đây là cái vai trò rất là quan trọng. Và cũng muốn là cảm ơn các bạn là vì không cứ những lúc phải là làm thêm nhiều trong lòng những học sinh cứ làm ra người hàng số thật nhiều phim, thế nên là mỗi lần về siêu phim ở Việt Nam nó luôn luôn là một cái giây phút rất là quan trọng và rất là đặc biệt đối với mình. Và mình cứ luôn muốn nghĩ là ở Việt Nam là cái nơi mà kết thúc cái tour để cho cái phim của mình, chứ là nó sẽ có vài quốc gia khác nó sẽ ra mắt phim từ tối tối tháng tháng bảy đấy. Và cũng cảm ơn mọi người và tôi mong là ở cái hai tiếng đồng hồ tới nó sẽ đưa cho các bạn một cái gì đó nó xứng đáng với tình yêu của các bạn dành cho điện ảnh. Dạ, cái này mời chị Yên Thiên sẽ có ơn lời đến tất cả quý vị. Không, thật ra anh Hùng là anh khác thiện nhất của Yên Thiên rồi. Là thời kỳ này sau 9 tháng đi khắp nơi ở giới thiệu phim từ Liên Hoan Cam đến thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thì đã 9 tháng rồi. Và chị này rất là mừng được kết thúc ở đây, tại vì đây là quê của mình, thì có cái tình cảm rất là đặc biệt. Và bữa nay cảm ơn em Hoa Sát Lục Phóng Sư Sư Hoa Sở Đớ đoàn đạo sư sư hai đã đến hôm nay sư tập cho khi mà hy vọng sẽ ăn đầy đủ ở xây phim rất là khó chịu, như là xây phim đầy nếu cái bộ thì nó không để vâng, một điều nói lực lớn cho các nghề được không ạ? Bây giờ cảm ơn anh Hùng chủ đề chuyện rất nhiều. Hãy cùng theo dõi Trạm Giải Trí và Trạm Phim Review để cập nhật những thông tin review phim mới nhất nhé.